Girl, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc. Nguyễn Tuấn Hưng sinh ngày 5 tháng 10 năm 1978 tại Hà Nội, là một ca sĩ nhà trẻ của Việt Nam. Anh được công chúng biết đến qua vai trò thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, nhóm nhạc nổi tiếng của Hà Nội vào những cuối thế kỷ 20, và qua vai trò của ca sĩ solo với các ca khúc Tình Yêu Lung Linh, Tình Là Gì, Dĩ Vãng Cùng Tình, Chia Xa, Tình Yêu Nào Phải Trò Chơi, Tìm Lại Bầu Trời. Năm 2015, Tuấn Hưng cùng Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Thu Phương đảm nhiệm vị trí giám khảo của chương trình Giọng Hát Việt mùa thứ 3. Năm 1995, khi đang học lớp 11 trong liên hoan văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại trường cấp 3, Tuấn Hưng đã khiến mọi người bất ngờ với giọng ca trầm ấm thể hiện ca khúc Hàng Gắn Thế Giới. Sau này, khi đang là sinh viên năm 3 Đại học Dân lập Thăng Long, khoa Quản trị Kinh doanh, anh đã bỏ ngang để đi hát cùng nhóm Quả Dưa Hấu. Tuấn Hưng đã quyết định chọn con đường ca hát cùng nhóm Quả Dưa Hấu, mặc dù gặp không ít phản đối từ gia đình, bạn bè. Bốn chàng trai, Bàn Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng, Trường Văn của Quả Dưa Hấu ngày nào đã chiếm được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ Hà Thành trước khi quyết định tách ra hát solo. Tháng 2 năm 2000, Hưng quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp. Dấu ấn đầu tiên của Tuấn Hưng tại Sài Gòn là lần biểu diễn của chương trình câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc tại nhà hát Bến Thành đúng ngày sinh nhật của anh. Trong hơn 10 năm ca hát, Tuấn Hưng đã phát hành trên thị trường âm nhạc 12 album. Album đầu tiên là Vũ Điệu Thần Tiên, phát hành vào năm 2001, và gần đây nhất là Tìm Lại Bầu Trời năm 2012, với những bài hát Dị Vãng Cùng Tình, Cầu Vòng Khuyết, Tình Yêu Lung Linh, Vẫn Nhớ, Tìm Lại Bầu Trời. Tuấn Hưng được đạo diễn Hồng Vân mời đóng vai Sương Tóc Đỏ thay cho Bằng Kiều trong vở kịch Số Đỏ, chính thức ra mắt tại sân khấu Phú Nhuận ngày 11 tháng 3 năm 2002. Ngoài ca hát, Tuấn Hưng còn được biết đến qua một số bộ phim như Cho Một Tình Yêu năm 2010, Những Nụ Hôn Rực Rỡ năm 2010. Trong thời gian đầu, Tuấn Hưng cũng hay thể hiện các ca khúc nhạc Hoa Phổ Lời Việt nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi chuyên tâm thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Việt hơn, phong cách âm nhạc và hát của anh cũng trở thành đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra, Tuấn Hưng cũng từng viết nhiều ca khúc. Tuấn Hưng đã kết hôn cùng Hương Baby tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 4 năm 2014. Ngoài các sở thích về ca hát, Tuấn Hưng còn rất hâm mộ thể thao. Trước khi tình cờ trở thành ca sĩ, Tuấn Hưng đã từng được xem là một trong người có triển vọng về sự nghiệp thể thao khi anh tham gia đội bóng năng khiếu thể công, cũng như đã đoạt giải cấp thành phố về môn bóng bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hãy bấm đăng ký để có thể thưởng thức những tiểu sử hay nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.